Nhà vườn Châu Chảo thân mến chào các bạn nha. Thì thưa các bạn, hôm nay nhà vườn Châu Chảo xuống thăm một cái cửa hàng dụng cụ cầm tay và phụ kiện của bộ ông anh. Đây xin giới thiệu với các bạn, đây là cái cửa hàng Công Trí nha. Đây là cái địa chỉ là 331 A khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Thì đây là một cái cửa hàng dụng cụ điện cầm tay phụ kiện, tất cả những cái máy móc phục vụ cho nông nghiệp cũng như là tất cả các ngành nghề khác như ngành xây dựng cũng như ngành nông nghiệp. Bây giờ mời các bạn vào trong cái cửa hàng để tham quan các cái sản phẩm của cửa hàng nha. Đi, mời các bạn. Thì có thể nói đây là một trong những cái cửa hàng cũng rất lớn ở thị trấn Cái Bè, được bà con nông dân ở Cái Bè biết đến rất là nhiều trong hơn 10 năm nay. Thì bây giờ mời các bạn vào đây nha. Đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà của cửa hàng có, ví dụ như máy bơm nước, các loại máy bơm đó, rồi tất cả các máy phát điện. Rồi bên đây là các cái dụng cụ cầm tay, về máy khoan, máy cưa, máy cắt, máy bào. Nói chung là rất nhiều. Nhà vườn Châu Chảo sẽ chạy cái số điện thoại của các anh nhân viên kỹ thuật ở dưới màn hình này nha. Rồi bà con cô bác hoặc là các bạn nào có cần thì điện thoại trực tiếp, thì sẽ có người tư vấn kỹ thuật và sẽ có người sẽ báo giá và các cái chế độ bảo hành của máy nha. Bây giờ mời các bạn vào xem tiếp. Có rất nhiều cái mẫu mã và rất nhiều cái hiệu, ví dụ như là hiệu DCA đây, rồi hiệu Toton, rất là nhiều nha. Đây là những cái hiệu mà nổi tiếng nhất nè. Cái hiệu này là về dụng cụ cầm tay thì bà con nông dân và các bạn cũng biết rồi ha, hiệu Bosch. Đó. Thì bây giờ qua đây là nhà vườn Châu Chảo chủ yếu hôm nay là giới thiệu các cái dòng máy nông nghiệp. Đây, qua đây. Các cái dòng máy nông nghiệp nha. Rồi, mời các bạn qua tham quan các cái dòng máy nông nghiệp của cửa hàng nha. Bây giờ Danh ơi, dạ. Con giới thiệu sơ sơ về các dòng máy nông nghiệp đi. Đi, con giới thiệu coi, ví dụ như dòng máy nào. Dạ, có đầu xịt đó. Đầu xịt có hai đầu xịt. Ủa có một à, hai đầu xịt. Hai hiệu. Công nghệ Hàn Quốc ha. Ở dưới này là máy xịt bình xịt thuốc đeo vai. Sạc điện phải không? Dạ đúng rồi, hai bình. Là hiệu này á. Hai bơm. Hai hiệu. Còn ở đây là cũng là bình xịt của Hyundai. Hyundai. Còn các cái đầu dây này là đầu dây xịt công nghệ quá. Thì cái này phục vụ cho sầu riêng được không, vườn sầu riêng được không, vườn mít thái được không? Dạ được. Được luôn hả? Đúng rồi. Ô, còn cái máy này máy gì đây con? Máy cắt cỏ Hyundai, của Hyundai Hàn Quốc luôn hả? Cầm tay sạc pin hay là sao? Hay là máy nổ, có máy nổ luôn ha. Hay thì rồi điều khiển từ xa gắn vô motor. Điều khiển mình từ xa mình có ở trong nhà mình, ở ngoài vườn mình mở mình chạy luôn. Đây là máy khoan, có chích mít. Còn đây là anh Trí, chủ cửa hàng sẽ giới thiệu cho bà con nông dân và các bạn các dòng máy nông nghiệp nha. Rồi, đây là máy cắt cỏ Hyundai, hay thì xuất xứ ở Korea luôn á, Hàn Quốc á. Đây hay thì nè con, máy cắt cỏ Hyundai. Rồi, qua đây máy này thì máy đuôi xích, cũng Hyundai luôn, hay thì luôn. Rồi xuống đây là bình xịt điện hai bơm Hyundai 20 lít. Bình xịt điện hai bơm Hyundai này 20 lít nè. Đây là đầu xịt Hyundai luôn. 1HB. Của Hàn Quốc. Còn
đầu xịt 2HP luôn, Hyundai Hàn Quốc luôn. Rồi đây là cái khoan pin cầm tay để mấy bà con mà chích sầu riêng rồi đó, chích thuốc sầu riêng rồi đó, dùng pin luôn nè, 12V. Còn các dòng máy bơm. Rồi máy bơm thì có là cái máy bơm này là hiệu Mago. Công nghệ của ý mà xuất xứ thì cũng Trung Quốc thôi. Cánh thao cố quy nóc di động 100% luôn á. Rồi anh nói chế độ bảo hành. Rồi thưa các bạn, nãy giờ là các bạn đã tham quan hết cái cửa hàng Công Trí rồi ha, có đầy đủ tất cả các dụng cụ cầm tay cũng như là phục vụ cho xây dựng cũng như phục vụ cho nông nghiệp. Thì tất cả những loại máy này đều là hàng nguyên đai nguyên kiện và được có nơi xuất xứ rõ ràng. Bà con nông dân mua ở cửa hàng này thì yên tâm nha. Mà mình sẽ báo cho bà con một tin vui là trong vòng thời gian 3 tháng từ khi mà video này phát hành, nếu mà bà con nông dân nào mua máy ở cửa hàng Công Trí thì được miễn phí ship trên toàn quốc nha. Mình sẽ chạy số điện thoại của anh nhân viên kỹ thuật là anh Trí ở dưới cái màn hình này. Bà con cứ gọi điện theo đó và hỏi tư vấn kỹ thuật và mua hàng. Đặc biệt là những cái máy này nó sẽ có những cái chế độ bảo hành đặc biệt riêng của nó. Thì khi mà bà con chọn lựa loại máy nào thì nhân viên kỹ thuật sẽ nói về cái chế độ bảo hành đó cho bà con. Đó. Rồi đặc biệt là nhớ nha, trong thời gian 3 tháng là được free ship. Bà con gọi điện, bà con nói là tôi coi trên kênh của nhà vườn Trao Chảo thì cửa hàng sẽ ghi nhận và sẽ free ship cho bà con, miễn phí ship đó. Rồi thì kính chúc bà con là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng nha. Hy vọng là bà con sẽ ủng hộ cửa hàng Công Trí vì cũng như ủng hộ nhà vườn Trao Chảo từ bấy lâu nay nha. Rất hân hạnh được phục vụ bà con nông dân và các bạn. Trân trọng kính chào nha.